Sáng ngày 1 tháng 10 tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam, Vietnam Report đã tổ chức lễ vinh danh top 10 công ty uy tín. VietinBank tiếp tục khẳng định sức mạnh và uy tín khi nằm top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2020. Danh sách top 10 ngân hàng thương mại Việt Nam uy tín năm 2020 là kết quả nghiên cứu độc lập, khách quan dựa trên nhiều tiêu chí của Vietnam Report. Năm qua, trong bối cảnh nền kinh tế trước tác động của bệnh dịch COVID-19, VietinBank đã phát huy vai trò là ngân hàng thương mại chủ lực, trụ cột của nền kinh tế, triển khai nhiều chính sách miễn, giảm lãi suất, phí dịch vụ để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân. Cùng với đó, với định hướng chiến lược chuyển đổi số trong ngân hàng, VietinBank đang tiến hành nhiều hoạt động nhằm đem đến sự chuyển đổi mạnh mẽ, nâng cao trải nghiệm khách hàng, cải tiến quy trình, thay đổi phương thức giao tiếp với khách hàng, thấu hiểu và hỗ trợ tối đa cho khách hàng. Với những nỗ lực hướng tới khách hàng cũng như những đóng góp tích cực vào sự phát triển xã hội, trong nhiều năm qua, VietinBank đã vinh dự liên tục vào top 10 ngân hàng thương mại uy tín nhất Việt Nam. VietinBank, nâng giá trị cuộc sống.